Hello, gia đình Dũng xin chào tất cả các bạn nha. Thì sáng nay nhà mình đi phượt nhẹ, mình đi Cần Giờ cho con gái với lại vợ đổi gió một tí. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi nha các bạn ơi. Nào, xin mời các bạn cùng theo Dũng. Các bạn thì bây giờ nhà Dũng đi qua tới Cần Giờ rồi các bạn. Đây là địa phận Cần Giờ. Thì giờ mình vô quán phở. Đây quán phở này cũng được giá bình dân rồi mình vô mình ăn. Nhà mình vô ăn phở tí nữa rồi mới đi qua bên biển. Tại vì từ giờ đi qua bên biển hình như là còn khoảng 30 cây nữa. Mà do chở em bé cho nên là mình đi chậm, mình không đi nhanh. Thành ra bây giờ cho vợ con với là Dũng cũng dùng buổi sáng trước. Đây các bạn, đây là phở. Đây là phở tái gân. Còn đây là chín nạm của quán cũng được. Rồi Dũng với gia đình xin mời các bạn cùng dùng buổi sáng với lại nhà Dũng nha. Nào xin mời. Con chào đi, con chào cô chú đi. Chào cô chú nhìn vô đây nè. Chào, Chào chào cô chú. Chào Ok. Lúc nãy là chúng ta đã đi từ nhà Dũng qua bên phà Cần Giờ qua bên đây là 31 cây. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi thêm khoảng hơn 30 cây nữa mới đến biển Cần Giờ. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tiếp nha các bạn. Các bạn thì chúng ta bắt đầu quẹo vô bãi biển 30 tháng 4 nha các bạn. Mình đã tới Cần Giờ.
chúng ta sẽ ghé vào cái điểm khai báo của mùa dịch cúm nha các bạn. Đấy, các bạn, đằng sau lưng Dũng là cái chỗ mà kiểm tra dịch cúm. Vợ chồng mình đã kiểm tra xong rồi cho nên mình được đi. Thì hôm nay cũng đông do là còn đang trong cái mùa lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2 tháng 5, 3 tháng 5 này kia, được nghỉ bù thêm 2 ngày nữa, thành ra bà con vẫn còn đi du lịch nhiều. Giờ chúng ta vô bãi biển đây. Chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Chống dịch bệnh. Do dịch bệnh cho nên là mọi người phải gửi xe chứ không có được đi vô rồi. Nhưng mà bãi biển dài quá rồi, Dũng thì chở em bé nữa. Thành ra Dũng sẽ không đi vô bãi biển này mà mình sẽ đi ra ngoài đường lộ. Để mà mình đi thẳng xuống dọc dọc với mé dưới kia, bãi biển dưới kia xem như thế nào. Các bạn, thì bây giờ Dũng quyết định là sẽ vô trong chợ mua đồ ăn, mua ít hải sản thôi. Mình chắc là mình cũng không mua nhiều đâu, tại vì mới ăn phở xong. Vợ con Dũng sẽ đứng ở ngoài ngay chỗ khách sạn đây nè, chờ Dũng vô trong. Ok, giờ chúng ta vô trong chợ nha các bạn. Coi con cẩn thận nha em. Rồi, đi vô. Mình vô chợ Hàng Dương nha các bạn ơi. Đây là chợ hải sản nằm trong bãi biển 30 tháng 4. Hôm nay Dũng chưa có vô trong bãi biển thì không biết là khách đông hay không, nhưng mà ngoài chợ là xe vô trong chợ để mà mua đồ rất là nhiều. Như vậy là chắc là lượng khách cũng đông đó. Ở ngoài cổng chợ đi vô thì Dũng đi thẳng vô bằng cái ngõ bên hông chợ, bên hông là bên trái của chợ. Mình đi thẳng vô. Đây, hải sản nhiều lắm nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ đi tham quan qua một vòng nha. Thì đây bạn này là Dũng hay mua hải sản của bạn đó. Đó là tiệm của bé giàu. Thì tí nữa mình sẽ quay lại, giờ mình đi tham quan trước mấy chỗ khác. Thôi các bạn thấy không? Đây là hải sản đã nấu chín. Còn đây là hải sản tươi sống. Nay chợ đông lắm bạn ơi. Chà, đông lắm á, thì mình cũng không biết là mình nên đi tiếp hay không nữa. Đây các bạn, hải sản. Trong các loại hải sản ở các biển mà Dũng đã từng đi qua thì Dũng thấy là Dũng thích ăn hải sản ở biển Cần Giờ, bởi vì nó là cửa biển, nó phù sa. Thì Dũng cảm nhận là cái tôm cua cá rồi ở đây nó tươi, với lại cái thịt nó ngọt lắm. Với lại Dũng cũng nghĩ một phần là đây cũng là nguồn cung cấp hải sản cho Vũng Tàu những lúc mà bị thiếu hàng ấy. Thì họ cũng dựa vào nguồn hải sản ở đây để mà cung cấp ra ngoài đó. Cho nên nếu mà muốn ăn mà tươi ngon hơn Vũng Tàu thì có lẽ là mình chỉ có thể đến Cần Giờ thôi. Và mặt hàng hải sản ở Cần Giờ Dũng thấy là cũng đa dạng phong phú hơn là ở ngoài Vũng Tàu nữa. Còn Long Hải ra Phan Thiết là một cái địa phận khác nữa rồi, thì có lẽ là họ có cái nguồn đánh bắt ở gần khu vực đó. Ừ.
đông lắm nha bạn. Wow, hấp dẫn không? Sò dương nè, hấp dẫn nha. Sò dương tươi sò tươi á. Đã cái này là đã bỏ mỡ hành sẵn rồi, nướng lên thôi. 40.000 một dĩa con. Đây là con cúm hay con gì cô? Càng cúm nha bạn. Ngon à, hấp dẫn à. Cua ghẹ nữa kìa. Có tôm tít nè. Ốc hương luôn. Hấp dẫn quá. Ốc len nữa. Còn đây là đồ tươi. Đây là ốc dồi dôi nè. Ốc bông tai luôn. Rồi tôm hùm luôn. Sò huyết. Ghẹ nè. Ốc giác với lại như sò dương phải. Nhiều thứ lắm. Còn đồ tươi không? Wow, đã quá, tôm nó bún nha bạn ơi. Tôm này hình như là khoảng 2 lạng một con á, 2 lạng cỡ đó, hơn 2 lạng. Đây ốc giác. Ốc giác. Có bạch tuộc sữa nữa nè bạn. 50.000 một con. Đó, bạch tuộc sữa nữa nè. Cái này bao nhiêu tiền chú? 400. 400.000 một ký. Lấy đi bớt cho 20.000. Để làm YouTube quảng cáo cho quán luôn á. Mua đi. Ai sẵn quảng cáo con này luôn đi. Cái con này là hiệu bao nhiêu? 400.000 một ký. Con này chỉ có 2 lạng hả? Mấy lạng? Lạng người ta. Vậy hả? À. Tươi ha. Đi đi coi vòng cái đó quay xong rồi cái gì ta lựa ha. Nói bụng là xẻo dứt cái này. Còn tâm tích này. Này 1 triệu 2 ký nè. Ký này chắc cũng cỡ 3 con, 4 con. Tôm to ha. Dạ. Có cá mú nữa các bạn. Wow, còn cá mú đã chưa? Thấy máy gì thấy không? Ừ, quá dở luôn ha. Cá dở người chắc dở hơn ha. Dạ. Quay ông này nè, đăng lên Facebook. Đây quán Sang Dương. Ở cuối chợ nha các bạn. Đi vô trong lòng chợ, nó nằm ở cuối chợ. Đồ tươi không à? Mấy bạn thích ăn của bên quầy hàng nào giá hợp lý thì các bạn cũng ủng hộ. À, hấp dẫn quá. Phần 50 mà 5 phần thì 200 ngàn đó. Là cái nào chị? Cái đó nó 5 phần 200 ngàn đó. À. Là một phần là ba con vậy hả? Phần ba con mà năm phần anh lấy cái nào cũng được hào. Cái này là gọi là ốc gì của em quên rồi. Sò mai anh. Sò mai. Một phần là 50 mà năm mà năm phần có nghĩa là năm phần muốn chọn sao chọn không? Là 200.000 các bạn. Ai ưng ý giá cả với lại đồ ăn của quán nào vô ủng hộ quán đó nha. Rồi các bạn coi sao qua luôn, hấp dẫn chưa? Quay lắc mua. Đây chị này bán nha. Một phần là 50 mà 5 phần là 200.000. Khuyến mãi nha các bạn. Tươi. Rồi. Còn đây là đồ nấu sẵn các bạn. Cũng giống giống như quầy bên kia. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên chỗ cái quầy hàng bạn của Dũng xem sao nha. Đông lắm bạn ơi.
không nghẹt luôn. Tới cái quầy số 2A nha các bạn, quán của bé Giàu. Chào bé Giàu nha, lâu ngày quá mới gặp lại. Hôm nay chắc mình có ốc hương không? Có anh. À đây nè, ốc hương nè. Đó, ốc hương đó. Chỗ này đồ ăn tươi lắm mà giá cũng uy tín đó các bạn. Dũng vô trong cái chợ của Cần Giờ này là Dũng ủng hộ cái quán này là cũng coi mười mấy năm rồi đó. Thì bạn nào mà muốn mua là đây là hai chị em nè, bé Giàu nè, đây là em nè với em rể đó. Thì ngoài cửa nha các bạn, ngoài cửa đi vô là tới cái quầy số 2 bé Giàu. Chỗ ngoài kia cả đây đâu có muối đó, thì mình hay mua ở đây. Đó, bạn coi sò dương này nó phun nước này. Wow, tôm tích rồi. Tôm tích này là 1kg mấy con mấy vậy? Đó, ký 5 con anh. Ký 5 con là bao nhiêu tiền? 1 triệu ký hả? 1 triệu. Qua wow, như vậy là giá hợp lý hơn chỗ dưới kia luôn các bạn. Dưới kia 1kg 4 con mà 1 triệu 2, nhưng mà tính ra con tôm thì mình nhìn thấy nhỏ hơn con này nữa. Tích cho chị gái. Vậy là phải mấy bạn phải cân nhắc nha. Rồi đây mình coi hôm nay mình ăn cái gì. Ốc hương thì bao nhiêu em? 220 anh. Ốc hương 220 một ký. Ngon, rẻ ngon nè. Ốc hương 220 một ký. Hôm nay mình có ốc mỡ không? Không, ốc mỡ không có tươi anh ơi, ốc mỡ đá. Hôm nay không có ốc mỡ. Ở đây có làm luôn. Để nó nấu luôn cho chị. Cái quầy này là khách mùa đông đó nha các bạn. Ngoài mình là khách mối ra cũng có một số người khác có người khách mối nữa. Đó, mấy anh này phải lựa nè. Đó, ốc hương nè, ghẹ nè, chế biến canh đầy đủ luôn. Thôi đi chị gái. Hôm nay anh chở em bé đi nữa nhưng mà tới chợ thì không chạy xe vô được, thành ra đậu ngoài chờ. Đi bộ à. Chút cũng phải đi bộ xuống à. Dạ, nó bất tiện quá. Tại dịch mà ta đâu có cho ấy. Có món nào mà mình làm mỡ hành được không? Mỡ hành thì nhiều món nè, sò con ghẹm nè, rau hai còi, sò dương hào. Cái này là sò gì? Con sò sữa. Sò sữa. Ngao sữa. Cái này là sò gì? Rau hai còi. Ngao hai còi. Cái này giá nhiêu? Còn cái này giá nhiêu? Cái này 150, còn cái đó 100.000 à. Cái này 100.000 một ký, cái này 150. Cái này nướng hành ngon. Mua đây chị có làm cho em luôn nè. Cho anh nửa ký ốc hương nướng mọi rồi. Cái này là ngao hai còi. Cái này hấp hai nước. Nướng mới hành đi. Lấy nửa ký luôn. Nửa ký hương nướng mọi hả? Đúng rồi. Em về thôi. Có cái gì mua tôm gì á em. Đó là 350 em. Cô chắc bao ăn? 350. Rồi giờ được. Ngao hai còi thì em dữ lắm. Một con cũng cỡ 2,5 cân tay của mình đó. Còn ốc hương á thì hôm nay cái size ốc hương á, size ốc hương là khoảng 1,5 cân của Dũng nha. Thì ăn cũng ok lắm bạn. Cái size con 1,5 cân thì mình ăn mình không có ngán. 2 con, 3 con. Ăn ốp trả lại chị được. Bao ăn. Cua mình có cua gạch không? Không, ở đây không có cua gạch. Mùa này hết mùa. Hết cua gạch rồi hả? Nhẹ không em gái? Con này đi nó thành con mà. Một con tôm mà tụ biển. Anh ốc đỏ không vậy? Không ốc đỏ hả? Tôm tích này có mấy xài hả? Cái này cái loại này, cái loại nhỏ xíu à. À, cái này nhỏ quá. Cái loại này. Dạ 500. Đây thì bao nhiêu em? Cái đó bữa 800 á. 800 một ký. Cái đó ký có 6 con, 7 con. Thì nãy mình ăn phở rồi các bạn, cho nên giờ mình ăn cũng vừa phải thôi. Để một lát nữa mình tính tiếp. Đi ba. Anh ốc hương nướng mọi hả? Ốc hương nướng mọi, rồi cái ngao hai còi làm mới hành. Với lại coi mua được cái gì nữa không ta?
đây 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 em mua thùng giùm cho thùng mua đi bỏ thùng cho khỏi sợ cho anh một ký ống bông tay xào tỏi đây ký bông tay á ba con rồi thì tao làm ba món nha bạn theo. Đó là Dũng làm 3 món đó là 1 ký ốc móng tay xào tỏi rồi nửa ký ốc hương nhúng mọi với lại nửa ký ngao hai còi mình nướng mỡ hành thì hai vợ chồng với mình ăn nhiều đó. Ba làm này đi ba ơi. Ủa gì em trai ơi. Trai em. Út của anh là bao nhiêu tiền không? Anh xào tỏi hả? Xào tỏi. Rồi làm xào tỏi chung với hai món nãy đó. Nè lửa đi cô. Trai. Của anh là bao nhiêu tiền? Dạ, tính dạ, em tính tiền. Ê bạn, bạn Út đang ghi quá đơn cho Dũng luôn. Thì trong đó là có tính luôn tiền nấu nướng luôn. 415 ngàn. Thì cái tiền ốc riêng, tiền nấu nướng riêng tổng cộng lại cho một bill trả cho người nấu nướng nó nằm người ta làm bên đây nữa bạn. Bên ngoài bên đây. 415 ngàn anh. Ok, của mình là 415 ngàn. Đúng không? Lấy ký rưỡi đi. Thôi quên nha. Đúng rồi. 4 con à. Được ha. Rồi lấy tâm hồn xuống đây. Rồi bạn, của Dũng là 415 ngàn. Anh đưa em 515. Hỏi cái này mua kia bao nhiêu? Đó là 100. 800 ngàn. 800. Ôi ơi, quay quay đánh chơi. 800. Các bạn đây là cái bill của Dũng nè. Tính ra mình đi ra tới chợ hải sản này mà cái giá này là cũng là bình dân các bạn ơi. Ăn uống theo lượng sức mình thôi. 7 con. Rồi ok bé. Rồi. Hẹn em khi nào có nhu cầu ăn anh đến tiếp nha bé. Rồi cảm ơn anh. Rồi chào tạm biệt em. Dạ. Các bạn thì Dũng đã mua đồ xong rồi. Các bạn xem sơ qua cái chỗ nấu nướng luôn nha. Rồi mình đi vô chỗ nấu nướng luôn. Thì chia sẻ với anh em đến ủng hộ chợ Cần Giờ nha các bạn. Đây mấy chị làm đồ ăn. Thì mình đã ủng hộ ở khu này cũng có chục năm hơn rồi đó. Ốc móng tay với lại ngao hai còi của Dũng. Đó, cô làm đó. Còn bên kia là ốc hương, nướng mọi. Đây các bạn, cái chị làm sạch sẽ luôn. Cô làm sạch sẽ luôn. Cái này lát khỏi lấy vỏ lấy cũng được cô. Dạ dạ. Rồi có gì cô làm giùm ra ngoài đứng chờ con. Dạ. Dạ. Lửa than hồng là đã không bạn? Nướng mọi. Ok, chúng ta đi ra ngoài đứng chờ nha các bạn. Vợ con mình đứng ở ngoài cho nên mình ra ngoài đó chờ để vợ con sốt ruột kia. Yeah. Chia sẻ thêm với các bạn là ngay chỗ quán ốc mình mua nãy á thì đây là cái chỗ này là mình hay mua nước ở đây nè thì bây giờ mình sẽ vô mua một lon nước ra cho vợ mình uống. Ô long mình kiếm ô long đây có ô long đây rồi hai vợ chồng uống chung một chai. Lát nữa mình tới cho cái quán mình còn mình sẽ uống tiếp. Em lấy một chai. Bao nhiêu chị? Dạ. Trả tiền. Thì quán chị này là mình cũng lâu lâu mình ra đây là mình ghé ủng hộ mua đúng con quán này hả? Giống như quán của bé giàu luôn vậy đó. Thì anh em bạn bè thấy ưng ý quán nào ra ủng hộ nha. Đưa mẹ 5 ngàn lẻ rồi bo. Đây là các bạn. Quán này bán rất là nhiều đồ luôn. Có cả nước, rồi đồ lưu niệm với lại quán của chị có luôn bàn ghế luôn.
nếu mà anh em bạn bè nào mà mua đồ ăn ở trong chợ á, mình có thể ra đây mình ngồi mình ăn luôn và ủng hộ với chị, là mình mua nước ủng hộ chị. Ok các bạn. Dạ. Rồi em chào chị em đi chị. Đi mình đi ra ngoài chỗ vợ con mình đứng. Thế Dũng official em. Dạ. Tội nghiệp vợ con mình đứng ngoài nắng bên kia đường các bạn. Để mình xem coi, thì mới vừa hết dịch cúm á, cho nên là mình không biết làm sao. Chứ mình cũng đang có dự định là cho vợ con vô chỗ cái quán của chị nãy ngồi đỡ. Nhưng mà tại vì mình cũng mới đi tới đây, thành ra mình muốn đưa vợ con đi dạo một vòng biển. Dạ không được, bây giờ là phải tính lại. Với lại cái thứ hai là dịch cúm á, thành ra cũng sợ quá, mạo hiểm nếu mà vô trong đó ngồi đông người cũng không hay lắm. Đó là lý do mà mình cho vợ con đứng bên ngoài nó an toàn hả. Em, nước nè em.